Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc Xây Dựng. Thì hôm nay ở cái video này thì em Hoàng sẽ đi chỉ cho mọi người cái cách xem bản vẽ thiết kế về cái mặt bằng móng để cho anh em có thể là xem bản thiết kế để anh em có thể áp dụng được từ thiết kế ra thực hành được. Đấy, và hôm nay em sẽ đi chỉ cho mọi người chi tiết về cái mặt bằng móng này để anh em có thể là chia tim cốt này và anh em thi công sắt thép này, các cái sắt cột này và những cái hố cột này sao cho nó đúng kỹ thuật nhất. Thì anh em xem thì chú ý lắng nghe và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Góc Xây Dựng nhá. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cụ thể để hướng dẫn cho mọi người luôn. Thì mọi người đang nhìn thấy trên bản vẽ ở đây, nó là cái mặt bằng móng. Thì mặt bằng móng này thì ngôi nhà này nó có cái mặt tiền là 5 mét rồi. Và cái bề dài là 13 mét. Thì ở đây trong thiết kế là họ chia cho chúng ta là được 8 cái cột nha mọi người nha. Đây này, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái cột này nó sẽ hiển thị cho là 8 cái đế cột. Đấy, thì ở đây cái đế cột của chúng ta thì nó sẽ biểu biểu thị cho mỗi cột là khác nhau. Thì ở đây 4 cái cột ở góc này thì họ ký hiệu là DC1 nhá. Đấy là móng cọc DC1 nhá. Đấy, còn 4 cái cọc ở giữa này thì họ hiển thị là DC2. Đấy, như mọi người xem ở trên bản vẽ ở đây thì mọi người có thể thấy là cái móng này nó có cái diện tích là hai bên này là 40 cm và ở dưới là ở chỗ cái đường cắt ở đây thì là dầm 300 mọi người nhé. Đấy, dầm 300 và cái hố cột này nó đua ra mỗi bên 400 nữa thì tổng của cái này là 1,1 m. Đấy, cái hố cột này của chúng ta nó sẽ là vuông đều 1,1 m nhé. Cái hố cột này của chúng ta thì nó sẽ được vuông đều 1,1 m, hố nào cũng thế. Đấy, và cái móng này là móng lệch nhá. Đấy, móng cốc lệch, ý là móng cốc lệch là như thế nào thì móng cốc lệch thì nó sẽ ăn hết về về trong lòng nhà mọi người nhá. Nó sẽ ăn tất cả cái hố cột này nó đều ăn về trong lòng nhà chứ nó không ăn ra ngoài này nhá. Đấy, còn nếu mà cái móng cốc đều ấy thì nó sẽ cái phần lồi ở đây nó sẽ vuông góc ra ngoài này. Đấy, còn đây là móng cốc lệch thì là nó sẽ ăn hết vào lòng nhà luôn. Đấy, vì đất bên này là đất của nhà người ta rồi, còn đất trong này là đất của mình nên bắt buộc mình phải làm móng cốc lệch lùi vào trong nhà mình nha mọi người nhé. Đấy, thì chúng ta đã nhìn thấy là biểu thị là vuông đều 1,1 m rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem từ ký hiệu là DC1 và DC2 để chúng ta sang xem phần cách bố trí sắt thép và cách thi công như thế nào. Thì mọi người sang xem bên này. Đây, đây chính là cái chi tiết cái móng đài cọc DC1 và DC2. Đấy, DC1 thì là nó sẽ là 4 cái cọc ở 4 góc nhé. Còn DC2 là 4 cái hố cột là ở giữa. Thì ở đây DC1 nó sẽ biểu thị như thế nào? Thì DC1 ở đây nó sẽ hiển thị như sau, là chúng ta sẽ ép cọc nhé. Ở đây họ sẽ sử dụng cọc mà bê tông và ép xuống cọc 3 mét ép xuống nhé. Đấy, sau khi ép cọc xong thì chúng ta sẽ phải đổ một lớp bê tông lót ở đây. Đấy, lớp bê tông lót này là dày 10 phân nhé. Lớp bê tông lót này là dày 10 phân. Đấy, xong từ cái lớp bê tông lót này chúng ta đo lên cái hố cột, lên cái cột ép bê tông của chúng ta là phải 15 cm. Sau đó chúng ta phá đầu cột. Đấy, từ lớp bê tông lót này lên là 15 cm, xong chúng ta phá đầu cột để chúng ta để sắt chờ ra để ăn thẳng vào cái đài cọc này mọi người nhá. Đấy, sau khi phá đầu cột xong thì chúng ta sẽ thi công sắt đế. Đấy, thì ở dưới này sắt đế ở đây chúng ta sẽ đi từ ký hiệu số 1 cho đến số 9 nhé. Thì chúng ta xem bản vẽ thì chúng ta nên xem từ số 1 này. Đấy, số 1 thì họ hiển thị là sử dụng sắt phi 12 buộc 15 phân một cái. Đấy là sắt đế nhá. Đấy, thì sắt đế ở đây họ đan là sử dụng sắt 12, đan 15 phân một cái. Đấy, 15 phân, 15 phân, 15 phân. Đấy, cái sắt đế này họ sẽ tạo thành một cái hộp. Đấy, tạo thành một cái hộp như thế này. Đấy, một cái hộp vuông 1,1 m nhá. Đấy, là sử dụng sắt phi 12 hết. Đấy, về cái bề ngang này cũng thế, cũng đều là sử dụng sắt phi 12 hết nha mọi người nha, đều buộc 15 hết, cả bên thân này cũng vậy, bên thân này cũng là sắt 12 hết nha, và trên nắp nóc này cũng thế. Đấy, trên cái này cũng sử dụng phi 12 hết. Mọi người hình dung là cả cái hộp mà của cả một cái đế cột này nó vuông 1,1 m là đều sử dụng phi 12 làm sắt đế. Đấy, tiếp theo thì đai sử dụng cho cái cột ở này. Đấy, cái cột này nhá, cột này thì sử dụng 4 cây, 4 cây phi 18. Mọi người nhìn được, đây là 4 cây phi 18 nhé. Đấy, 4 cây phi 18. 4 cây phi 18
và đai đây sử dụng là đai sắt 6. Đấy, đai sắt 6 nhé. Đấy, đai sắt 6 buộc với phi 15. Đấy, buộc với A15. Đấy, tất cả đây đều được đai sắt 6 này. Phi 6 ấy, buộc A15 này. Đấy, phi 6 buộc với A15 này. Đấy, kéo dài hết xuống dưới này là hoàn toàn là sử dụng bằng đai sắt 6 hết, buộc với 15 phân một cái. Đấy là về cái đai của cái cột này nhá mọi người nhá. Và ở bên trên chỗ cái khoảng cách khi chúng ta đổ cái đai cọc của chúng ta là 500, là dầm 500, thì chúng ta sẽ xây gạch lên, xây gạch lên 50 phân nữa. Đấy, xây gạch lên 50 phân xong chúng ta lại đổ thêm 5 cm dòng cái răng chống thấm ria tường nữa. Cái răng này thì họ sử dụng là sắt 2 cây phi 16, bẻ sơ cua để chạy khóa đầu cột nha mọi người nhé. Cái răng này thì mục đích là răng chống thấm chân tường. Đấy là nó cách biệt giữa nền đất móng và tường nhà nha mọi người nhé. Cái răng này cực kỳ là quan trọng đấy. Đấy thì nó có tác dụng rất là tốt, chống thấm cho tường rất là tốt nhé. Đấy là anh em nên sử dụng. Đấy. Như mình ở đây thì thiên trong thiết kế thì họ sử dụng là 5 phân, nhưng mà mình sẽ sử dụng là đổ dày lên một tí là tầm 10 phân. Đấy. Vì trong thiết kế thì nó chỉ được 90% thôi. Còn phần nào là mình phải tự tự mình phải luân chuyển để áp dụng và thực hành cho nó thuận tiện hơn và đúng kỹ thuật hơn nhé mọi người nhé. Đấy là về cái dầm DC1 và tiếp theo đến cái DC2. Đấy, DC2 này thì cũng ép cọc tương tự như vậy. Cái dầm DC2 này thì nó là cái dầm ở giữa nhé. Đây này. DC2 là bốn cái cột ở giữa. DC1 là bốn cột ở góc nhé. Nó khác hẳn nhau nhé. Đấy, vì cái DC1 này là nó là lệch hẳn sang một bên. Đấy là một bên này ăn tất ăn vào cột. Còn thằng DC2 này thì là nó sẽ ăn cột sẽ ăn ở giữa mọi người nhé, cột nó sẽ ăn ở giữa. Thì tổng cái phần bê tông lót này của chúng ta nó là 1,3 m thì cũng vẫn đổ 10 phân bê tông lót này và 15 phân phá đầu cột này. Xong chúng ta vẫn buộc sắt đế bình thường. Đấy, vẫn buộc sắt đế như kiểu là bên cái này bình thường. Đấy, chỉ có khác biệt là cái khoảng cách của cái cột này nó sẽ phải ăn vào giữa đấy, tim của hai cái cọc ép bê tông này. Đấy, cột này sẽ ăn vào giữa của hai cái thằng ép bê tông này. Đấy, còn sắt cột thì vẫn tương tự như vậy thôi, vẫn phi 18. Bốn cái phi 18. Đai thì vẫn là đai sắt 6 buộc với A15. Nó vẫn không khác gì bên này. Nó chỉ khác biệt mỗi là cái cột chúng ta chuyển vào giữa. Đấy, thì cái cột này nó sẽ đè hẳn vào giữa của cái đai cọc này. Đấy, chứ nó không nằm như thằng bên này. Thằng bên này là ăn lệch sang một bên của cái thằng đai cọc này. Nha mọi người nhé. Đấy, có thằng này là ăn ở giữa. Đấy, thì lúc chúng ta áp dụng thi công thì chúng ta sẽ biết là cái dầm này là cái cột này là cái cột DC2 thì chúng ta phải thi công cột vào giữa. Còn cái thằng DC1 này thì chúng ta phải ăn lệch cái hông bên và bố trí sắt thép như thế này để chúng ta áp dụng vào thi công thì nó mới chuẩn. Đấy. Và tiếp theo thì DC1 ở đây thì nó cũng có hiển thị cho chúng ta thấy là chúng ta cách ép ép cọc như thế nào. Đấy thì cọc của cái thằng DC1 này này. Đấy là bốn cột ở góc ấy thì chúng ta sẽ phải ép bốn cái cọc bê tông. Bốn cái. Đấy, bốn cái cọc bê tông 3 mét nhé. Đấy tùy vào các cái đất, thế đất có thể là cọc 5 mét. Đấy, tùy vào thế đất để chúng ta ép cọc nhá. Thì ở đây khi mà anh em thi công ép cọc thì anh em sẽ bảo với cái đội ép cọc là ở đây sẽ là bốn cọc. Đấy, đối với cái dầm đối với cái đai cọc DC1 này thì chúng ta phải ép bốn cọc bê tông. Đấy, còn rẽ sang bên này là dầm 300. Rẽ sang bên này là dầm 300 500 rồi. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ ép là bốn cái cọc. Đấy, là đối với cái thằng DC1. Còn thằng DC2 thì nó lại sẽ rút lại. Thằng DC2 này thì chỉ có 3 cọc thôi. Đấy, thì nó sẽ làm hiển thị là hai cái cọc hai bên. Đây là vì cái cột nó ở giữa, còn thằng này là cái cột nó ở góc góc cuối này nhá. Đấy, thằng cột này thì nó chỉ có đè lên một cái thằng góc này thôi. Đấy, như thằng này, cột này nó lại đè vào giữa của ba cái cọc này nhá, của hai cọc này. Đấy thì chúng ta sẽ ép cọc thành hình tam giác như thế này. Nhá. Đấy thì cái thằng cột nó sẽ đè lên hai cái cọc này và cọc thứ ba là cọc của chị ở bên này. Đấy, chứ nó không phải là bốn cọc như thế này nữa. Đấy, nó phải bốn cọc này nữa. Thì vì bốn cọc như này thì là nó sẽ lãng phí nhá. Còn bây giờ mình ăn thẳng vào cái cột đấy, vào cái cọc này thì hai cọc này là nó gánh hai cái dầm hai bên này rồi. Còn cái thằng cọc này là nó gánh cái dầm đi sang bên này. Đấy. Đấy, mọi người dễ hình dung nhá. Đây.
Đây cái thằng DC2 đây, từ cái thằng cột này thì cái hai cái cọc hai bên này, còn cái cọc ở đây thì nó sẽ gánh cái thằng dầm này. Đấy, nó sẽ gánh cái dầm này nhá. Đấy, nó sẽ khác hoàn toàn so với cái thằng DC1 nhá. Để lên anh em xem, anh em phải hình dung được để anh em phân tích, để anh em áp dụng vào thi công cho nó chuẩn. Đấy, tránh là sai bản thiết kế nhá. Xin chào và hẹn gặp.